Đấy, vậy thì tiếp tục là đến việc lúc mà Bomen đang 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 đội mũ đúng không? Lúc nãy tôi có quảng cáo về cách sử dụng mũ của thì anh rồi. Rồi. Bây giờ tôi sẽ quảng cáo cách sử dụng mũ với Bomen. À. Bạn đang sử dụng một màu tóc như cờ. Bạn lỗi tóc cắt nhầm lỗi. Bạn tẩy tóc và nhuộm màu đều ưng ý. Bạn mua mũ Bomen. Bạn sẽ che giấu đi được hết. Hoặc là đúng bạn rồi. Bị hỏi đâu đây. Hãy sắm ngay cho mình một chiếc mũ để ra đường tự tin hơn trong cuộc sống. Đúng rồi. Rồi chất giọng nó phải như thế anh nhỏ. Chất giọng nó phải được, được, được. Chuyên khảo hợp lý. Nào chuẩn bị đến đề mục cuối cùng ấy nhở. Đề mục cuối cùng ấy. Ui đề mục này em xin phép là được gửi đến mọi người. Cái đề mục nó cũng khá là dài và chi tiết. Bạn này là bạn ấy đã đi làm rồi. Có lẽ là sinh năm 97 đã đi làm thì cũng bằng tuổi với Daddy Bình đấy. Thì bạn này mức rank là MG. Đối tên đối tượng là Sit the King Down. Đấy, 3 chấm. Tên King Down. Đấy. Nội dung là hôm đấy không hề báo trước, trời bỗng nhiên đổ lạnh. Cô đơn đã lâu như anh Dũng, nhưng cơn gió đầu tuy lạnh nhưng không hề khiến trái tim tôi run rẩy. Sau những bữa cơm một mình, như thường lệ tôi online cùng các đồng bào và các anh em ở xa khắp miền đất nước để tìm lại đến với nhau, chia sẻ những khoảnh khắc cháy hết mình trong game diệt khủng bố. Qua những round đấu bình thường vãi, ông thì AFK, ông thì bờ lem, ông thì chết chay, ông đẩy láo, ông phân vân 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 và vân vân, và bị tem bên kia dùng embot và mồm liên tục. Bọn tôi vẫn tự an ủi, vẫn cố gắng để có một trận đấu hết mình, sưởi ấm nhau trong cơn đông giá rét, bầu không khí ấm cúng cũng như đi xua tan đi những mệt mỏi giữa trời đông. Thì một thứ kinh tởm hiện ra trước mắt mọi người. Ngu. Dạ. Bên kia chiến tuyến là 5 người Việt Nam sở tách một hack. Giọt nước làm tràn ly. Tràn ly. Giọt nước này là làm tràn ly. Mùa đông đã lạnh nhưng rét buốt sao bằng được trái tim của những người đồng bào lầm đường làng lỗi vẫn đang mò mẫm trong bóng đêm tìm kiếm sự công nhận từ xã hội. Trí não họ đã trở nên mụ mẫm. Họ đã đắm chìm quá lâu trong sự ảo tưởng. Phần mềm thứ 3 đang giết chết tâm hồn họ. Ôi trời, vặt hay thế nhờ. Mình gửi demo này là mong bạn check hack, đem họ ra ánh sáng và cứu rỗi mấy thằng danh con này. Đừng rẻ rách đéo chịu được. Cày quá anh em ạ, không biết được nữa. Năm Việt Nam sở tách một thằng hack để kéo danh, xong còn gái nữa. Đối tượng hack là Sit the King Down. Sit the King Down. Rao em boss rõ nhất là 1921. Wow. Kinh quá nhở, thì anh đọc quà anh đây cảm xúc em ơi, cảm xúc luôn. Cũng như bạn là kiểu có nhân nhân nhá hợp lý. Em thử thế. Anh là một người có chất giọng rất tốt, cái voi rất tốt. Anh rất thích một cái câu, em có thể đọc một cái chất giọng rung cho anh cái đoạn này được không? Dạ. Phần mềm thứ ba đang giết chết tâm hồn họ. Phần mềm thứ ba đang giết chết tâm hồn họ. Giống giống trên TikTok của mấy cái lớp dạy quảng cáo á. Đọc em phải rõ chữ ra, rõ chữ cái phần mềm thứ ba ra. Cái phần mềm thứ ba là rất là căm phẫn đúng không? Phần mềm thứ ba đúng giết chết tâm hồn họ. Em lại thích cái câu này cơ. Em thích cái câu này. Bọn tôi vẫn tự an ủi, vẫn cố gắng để có một trận đấu hết mình, sưởi ấm nhau trong cơn đông giá rét, bầu không khí ấm cúng như đang xua đi những sự mệt mỏi giữa trời đông. Thì có một thứ kinh tởm hiện ra trước mắt mọi người. Ngu. Kiểu viết đoạn này nó kiểu mình nhìn đến cả kiểu mọi thứ nó diễn ra như thế nào ấy, mọi thứ nó hiện ra trước mắt ấy, là cái cảnh tượng ấy nó như nào. Anh em này cố lên bọn nó bắn hay, nó không hay đâu, nó bắn ảo thôi, bắn chó thôi đúng không. Mình kiểu ngu lại còn lại còn ba chữ NGU viết in NG sau lại còn có chấm than ở cuối. Cay cay lắm, cay thật, cay thật. Ở đến rồi anh. Nào trên anh chứ. Vào rồi. Còn muốn điểm nhấn gì đâu. Không, anh chỉ thích cái câu. Thấy chưa? Mày phải lên xem những cái chương trình trên TikTok người ta dạy cách đọc quảng cáo ấy. Rồi, em có mà. Ví dụ như câu chuyện ở đây là gì? Cái câu phần mềm thứ ba anh sẽ phân tích cho mày cách đọc nhá. Phần mềm thứ ba đang giết chết tâm hồn họ. Đấy, thì câu chuyện ở đây là gì? Mình nếu mà muốn cảm xúc ra là gì? Cái phần mềm thứ ba đúng không? Nó là một cái chủ thể rất là tệ bạc. Đúng vậy. Giọng nó phải gay gắt, nó căng lên, nó tròn ra. Phần mềm thứ ba. Đấy, trong đầu là cái từ đang chết đúng không? Mình thể hiện một cái trạng thái kiểu nó đang suy thoái, đang giết chết. Đúng rồi. Giết chết. Cái tâm hồn mình cảm giác phải giọng nó phải luyến tiếc vào. Tâm hồn. Đấy, ghép vào. Phần mềm thứ ba đang giết chết tâm hồn họ. Ôi, em tốt nghiệp rồi. Em phải đọc quảng cáo luôn. Hay quá trời ơi. Ôi, đúng chuẩn không? Chuẩn anh ạ. Nó ngắn nhá như thế mới nói được. Đúng rồi. Chuẩn em ơi. Thấy chưa? Anh mở lớp mà, anh biết. Mở lớp được anh. À, vào.
Đây, thấy bên này à? Đúng rồi, shit the down. Ok. Check qua về profile tí. Ôi, Vinh 30 này. Rồi, Vinh toàn hàng xóm cả. Vinh đều nhau luôn anh ạ. Toàn hàng xóm cả. Đây em lại phân tích tiếp cho anh. Cái server nhìn Vinh như này chắc chắn là đây là một server Hồng Kông. Được chưa? Ai dạ. Thì ba bạn này là ở miền Bắc. Đấy. Rất mất thời gian. Hai bạn này là ở miền Nam bắn sang này. Đấy. Đây là miền Nam hết này. Đây là miền Nam hết. Bắn sang server Hồng Kông. Nhìn phân biết ngay. Nào. Okay. Ngó qua về profile cái. Ôi, Hải Phòng Việt Nam. Phòng à? Không, đây Hải Phòng mà. Hải Phòng. Hải Phòng phải dùng mạng gì thì ping cao thế. Bạn này có thể là không có nhẹ nhẽo có một cái gì luôn. Không có cái gì luôn ạ. Ôi cũng có 3 friend thôi. 60 giờ chơi. Thôi. Nhìn cái 60 giờ chơi là cái độ uy tín là nó giảm từ 90% xuống chỉ còn lại có 5,7. Những người chơi ở 60 giờ chơi ấy, họ như một cái một con người mà trước biển là trước mặt là biển, sau lưng là vực. Đúng rồi. Tức là họ có thể buông mình bất cứ lúc nào. Đúng vậy. Là họ đôi khi họ cũng nghĩ đến cái cảnh quay đầu là bờ, như anh gọi là vực. Đấy. Đó. 60 giờ chơi thì như một bóng ma, một bóng ma hiện hiện về mỗi đêm. Nó ít lảng vảng. Đấy là mình phân tích về những cái những người thuộc sinh thái mới chơi. Tất nhiên có những người thì họ sẽ đi ngang men theo con đường biển đó để đến với một cái chân trời mới. Nhưng có những người chỉ nhảy một chân phát là chui ra biển. Đúng có vậy. Những người chỉ lùi lại một phước thôi là rơi xuống vực. Nên là họ luôn luôn chênh vênh, chặn vạ và họ rất dễ hư hỏng. Thế không? Đấy là những người phân tích hay. Những người 60 giờ chơi. Đúng vậy. 60 giờ chơi. Anh Dũng phải mở lớp. Anh mở lớp mà. Anh mở lớp. Sắp tới anh mở lớp, anh dạy mày đọc quảng cáo. Được, anh thu phí mỗi người 5 lít. Được, ok. Ok, ok. Rồi, đến với bạn Sit giờ đâu. Sit giờ sao sao đâu. Đấy. Hả? Xem thử xem, bạn 60 giờ chơi đến từ có thể là Hải Phòng. Bạn này dùng cái tâm cũng gọi là hợp thời thượng, nhưng mà bạn này kê cái gì đây? Đồng đội đẩy hết cả second mid các thứ rồi lại ngồi kê nối rồi. Bạn tưởng tượng. Sao lại ngồi kê nối từ tận đây nhỉ? Ngao bát à? Bạn này, ôi, không di chuyển luôn, cứ ngồi kê nối thôi. Ôi, chém nhau trên, ôi. Đéo gì đấy? Làm đôi luôn mà. Cho em xem cái tình huống này. Tao phải xem đỉnh. Sao thế nhỉ? Khi hàng nóng chưa lên tiếng thì hàng lạnh nó làm đôi như vậy. Ông Oxy này ông đẩy lâu, hai ông kia bên kia không biết. Bên kia đi qua, bên kia lại bên kia lại nhảy. Đấy, bên kia lại chạy lại. Ui, ông lại bắn lộ rồi mà. Ôi vàng quá. Ôi. Đéo hiểu cái gì diễn ra luôn đấy. Bật vớt điếc không có viên rồi điếc à điếc nhảy ơi kia vớt kiểu quắc chèm không biết gì luôn á. Đây nhá, đây là rank MG nha anh nhá. MG nếu mà anh em sẽ xem lại một lần nữa tại vì vừa nãy em quên em tắt đi mất âm thanh nên đâm ra các bạn viewer cũng không nghe được. Đấy, nên đâm ra là các bạn viewer cũng rơi vào trạng thái của hai cái bạn vừa nãy đấy anh ạ. Đấy, bây giờ các bạn viewer bắt đầu mới nghe được rồi. Bắt đầu mới có tiếng đạn. Vai gần trường luôn. Các bạn viewer mới thấy được sự chân thật của tình huống này rồi. Bắn một viên vã kính này. Bao không nào biết cơ, bao không nào biết. Chắc là nghĩ đồng đội. Chắc là nghĩ đồng đội vã kính. Nghĩ đồng đội đi sau phá. Ôi, chắc đồng đội ông kia. Cảnh tượng này. Kinh hoàng luôn. Xem cái góc cao anh ạ. Ôi, với cái tình huống này còn có ông ngay ở dưới chân mà cũng không báo gì à? Nhờ, có một ông em nhớ ở ngay dưới chân mà. Đây. Đeo trợ thính lên, đeo thiết bị xịn nhất trong cái ekip này. Đây. À. Đây. Cũng rách đấy. Anh cũng rách đấy. Ông rách trèo lên. Ông đâu nhìn thấy. Có ai nhìn. Ông đấy không nhìn thấy á. Không. Ông nhảy đúng lúc xuống đấy. Đang đi nhảy lên lại thôi, đéo nhảy lên nữa. Sao hai ông kia chắc là nghĩ là rồi. Ông Rick chắc nghĩ là ông Rick đi sau lưng thì ba game ông đi có ba game mà thì nghe rằng ở sau lưng thì chắc là cái thằng vừa đấy đi cùng mình. Những chàng trai có vòng ba dậy cả hẳn hai xiên. Nhưng mà chém bắt đầu còn không chết cơ. Ông quay lại. Cái ông Rick ấy không biết là loại đấy không nhìn thấy đúng không? Nhảy xuống không nhìn thấy. Làm cái 3.000 đô nhẹ nhàng nhỉ. Sướng nhỉ. Kiếm tiền chưa bao giờ dễ đến như vậy. Nó đã cả đời tao chưa bao giờ được chém đôi dao đâu.
Ui dồi. Ôi trời ơi. Mà địch cao quá. Rách bực hồ giờ nó như thế này à? Kinh cực kêu phẳng. Vãi cả bầu. À, tiếp tục à, xem nào. Nào, sơ cao đấu mít. Nhưng mà hành động. Ôi, ông kia giết. Ông ngũ xì giết. Thằng này về vào người. Bên kia có giáp sao đấy. Đây, vào chân thì... Vâng. Đẩy này. Đây. Đúng rồi, bên kia yếu tiền mà. Với report những tao nào quá nhỉ? Chẳng nhớ lắm. Ủa, ba người đứng trong ách. Chồng đội đấy. Ai à? Nào, ai à? Ai chết đồ cười. Ai à? Ôi dồi ôi. Nếu không biết địch có hay không cũng ngồi cầm sờ cao đi đục mê tốt ạ. Mà hình như sờ cao làm sao mà đục được cái mê tốt nhỉ? Sao đục được góc đấy? Thì như có mỗi ọp đục được hay sao ấy. Có ọp, ọp, tao nhớ bác máng hình như là ọp có thì đục được. Chứ sờ cao đứng giữa đường đi đục ạ. Cái con mẹ cái ranh gì ấy nhỉ? Mọi người hài phết nhỉ? MGG hài phết nhỉ? MG chắc là đây bạn đã lạc phát danh từ Nova lên MG. Anh em mình thống nhất là không check demo dưới MG. Đúng rồi. Nó khó lắm, chỉ bây giờ MG nó khó lắm. Lắm. Không biết là New Buy hay là MG như đó. Thế nào. Không check dưới MG, không chơi. 4k tiền nhưng mà mua để mỗi khẩu lực. Bạn thiếu đâu? AFK. AFK. Anh không tập trung gì cả. AFK lúc đầu vào hết 4 giờ mua rồi. Chắc ra lấy chai nước cái gì. Dạ cái em. Đây bắt trước. Bắn như kiểu pro player đấy anh Dũng. Mỗi tội là ông này từ nãy giờ bắn toàn mù mắt mà. Chạy, đúng rồi, USB không giáp thì chả chạy. Không, bạn này xử lý quả này hợp lý. Tôi thấy quả này xử lý hợp lý, biết người biết ta. Chứ quả này mà lao ra bắn như kiểu hữu nghĩa thì mới là đéo hợp lý. Ơ, thấy cái bóng ấy, vừa thấy cái bóng ấy. Thấy cái bóng ở dưới đất, đúng rồi. Ôi ơi. Mấy ông này cũng hiểu kiểu có duyên không có phận nữa nhỉ. Buồn cười ấy chứ. Buồn cười đó. Nó tả được ạ. Bố tay ạ. Đây mọi người. Đỉnh thật. Chịu. Đây hai là chịu chết. Chết luôn. Đi qua nhau mà hai ông kia tanh cũng khéo cơ. Đi cùng nhau. Đi vào lối. Thì người ta phải tách vào A. Đây đeo tanh đấy. Tanh thì thành viên rồi. Anh leo. Chắc chắn anh leo. Tanh mà hai ông rủ nó quắc có thứ viên anh ạ. Đỉnh thật sự. Tham lam rút con dao. Chả lừa, định lao lên, định đẩy đấy, nhưng mà ăn quả flash để sợ. Các bạn này bắn rất con người luôn đấy, cảm giác kiểu con người cực kỳ luôn đấy. Không biết sau này theo, à đây không thấy, có đây thấy bình thường thôi. Bắn rất con người luôn, ăn flash thì lùi lại các kiểu, hợp lý luôn. Rồi, biết có chuối. Nhưng mà không biết là bao nhiêu chuối, Nhưng mà đẩy đấy thấy đồng đội nhìn được kia là cũng biết là clear rồi. Cứ check các thứ đầy đủ mà nhỉ? Ừ, thì em bảo bắn rất giống bình thường ấy. Nếu anh em xem những video và thấy hấp dẫn và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Hãy nhớ luôn luôn bật chuông để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Bomen nhé. Ủa, cắn vết ném lửa ấy. Ai cha. Ôi. Sấy quả này. Đúng rồi. Quả này rất bình thường nhá. Ôi, nhìn thấy này. Quả lửa đấy không nhìn thấy được. Rất kinh em ạ. Ôi, cảm ơn Marcus Nguyễn nhá. Anh xem mà bạn report nào ra mấy chứ xong rồi trông Marcus Nguyễn nhá. Ừ, bạn ấy trông bình thường nhỉ. Cảm ơn bạn Marcus Nguyễn nha. Bên kia đầu lúc đấy. Cà phê này, cà phê chòi đấy, ba ly này phải là cà phê chòi. Cà phê chòi. Em bot rõ nhất 19-21. À là phải căng lắm ấy, 19-21 là lâu đấy. 19-21 đấy. Rồi. Căng đấy. Mà chưa thấy gì cả, tôi đang thấy ra mọi thứ nó rất là bình thường. Cho đến thời điểm hiện tại. 5-0. Từ từ bật frag xem. Ê, mà còn được thứ 3 cơ. Nào, quay trở lại xem bạn quên mẹ luôn, quên mồ rồi. Ôi giời ơi, bên kia thôi tối bạn kìa. Sao bạn kia lại report bạn này nhỉ? Nguyên nhân là gì? Chắc là đoạn 19-20 là 19-21 là có một cái gì đó. Ừ, biết. Nhưng mà bạn này tao nghĩ là biết bắn cái nick kia 60 tiếng là nick giả vờ. Không biết. Không phải là pro gì đâu anh. Hoặc là chơi gì bên đất đấy. Quả này là thấy được đẩy, bên kia là thấy tranh 6-0 thì là cứ tự tin đi đẩy thôi. Chuẩn bị đến 19-21 thôi. Biết một ông bên phải rồi này. Kìa, có mấy bạn vào làm.
Cảm ơn bạn Am Nhân Trần nhá. Thank you bạn Tuấn Dần nhá. Chào mừng hai bạn đến với gói núp. Tôi sẽ mở thêm gói fucking núp cho các bạn. Ủa nhổ như vậy. Bắn lên có gì nhỉ? Thế này là bị Ủa đồ học. Cũng cẩn thận mà, cũng kéo ra cẩn thận. Các bạn bên kia là đang bị tranh rao quá. Ôi. Cái bắn toàn trượt mà. Bị tranh rao quá nên là tự tin cứ đi đẩy thôi. Đây, từ từ. 19. Em ốm lâu chưa? Em ốm được 3 hôm. Ôi, thế thì chứng tỏ bên này phải cắm bách cái nhở. Cái này cứ đi đục sờ cao này còn không biết là cổ sờ cao hình như không đục được mà. Ôi, có default mà. Cái thằng đéo nó ra chẳng ngắm ở đấy. Đúng rồi, Free Fire đấy là đúng rồi. Mình đi Free Fire là chẳng đúng không? Chẳng có vấn đề gì nhỉ? Ừ, em có vấn đề gì? Thử đọc lại phần kia xem là có thông tin gì. Không anh, toàn thấy văn thơ thôi. Toàn thấy văn thơ thôi, cũng lầy lá thôi, có mỗi 19-21 này này. Ừ. Rau êm rõ nhất đấy. Ừ. Bà này cao. Ây da. Đấy, ý là này này, là bắn cọc Free Fire đấy đấy. Là check cốc đấy đấy. Nhưng mà kéo biết mà kéo quả, cẩn thận mà. Nhưng quả đấy buồn cười nhỉ, anh nhất là sao lại đứng kiểu gì mà thằng ở trên boiler. À boiler không nhìn thấy nhỉ. Đúng rồi. Cái lại phải check ở boiler nhỉ. Lại check boiler. Sao boiler lại không nhìn thấy. Tại vì giặt rồi đấy sâu lắm ấy. Giặt quả đấy check bên trái là giặt sâu lắm ấy. Cây đẹp như thế mà, ta thấy mid cây đẹp mà, quả đấy boiler kiểu gì chẳng phải ăn được. Đấy. Không hiểu nữa. Leopard. Nạ nùng. Úp mặt vào tường. À kéo úp mặt vào tường. Anh nói đúng. À bị. Không không, đây là không có flash. Đây đây. Đây đoạn này chuẩn bị. Đây là biết một nối thôi nha, đồng đội đi một nối này này. Đây đây. Ôi giời ôi giời, hóa ra là. Mẹ ơi, từ bố mày cùng chiếu đi. Tức là cũng rất là một người rất có trách nhiệm. Rất quan tâm đến bạn bè. Cũng cố gắng làm tròn vai, nhưng năng lực nó không quá. Năng lực nó không qua. Năng lực nó chưa tới. Chịu thôi. Chịu thôi. Bảo lạ thật, giặt thế mà bây giờ không bắn bắn được. Mình tưởng là úp mặt quay sẵn như kiểu chuyên nghiệp. Tránh qua lát. Bọn này lên lên không đẹp bom gì cả. Lên chả giống thế giới gì cả. Lên cháy. Mình cũng có phân tích nhiều nhưng mà mình không nghĩ đến cảnh là bắn hụt thôi. Nhưng không, bắn hụt thì đã đành. Bắn hụt rất lâu cơ. Đủ để thời gian ông kêu còn kéo ra ông bắn chết cái thằng bên. Em mày cho anh xem bắn nó đéo trúng biết nào cơ chứ không phải là hụt bình thường đâu. Ôi trời, có cái gì đấy? Con trẻ nó nhào vào. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Cảm ơn bạn bạn gì ở đằng sau ấy nhỉ? Ôi, Hà Gia Bảo. Hà Gia Bảo, Hà Gia Bảo. Đây 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 xem lại coi. Đâu ở trên này. Cái gì cái tao rất thích cái thằng tên vừa rồi là gì? Dù khi chiến tử vẫn gì. Đây. Không, đâu ấy. Nó nứt qua cái gì ấy, nhiều nền tảng. Đấy, dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào này. Đúng rồi, dù khi chiến. Đây. Xem lại quả này. Quả này quỷ. Quả này ảo thật. Đây, anh nhìn. Bắn nó không trúng viên nào cơ. Đấy, đặt tâm là đẹp rồi nhỉ. Thấy không? Quay, ấy, đây, thấy không? Bắn được mà. Thấy không? Bắn nó có mấy viên cuối ấy. Sợ thật. Thường quá. Nhị cũng thường. Đáng lẽ bạn kia phải report luôn cái thằng đứng ở đấy. Thằng đứng ở boiler. Một người chơi thiếu trách nhiệm. Ui, thế nào súng. Ui trời. Cày thế nhở. Cày thế nhở. Đấy có sầm mốc nhở. Ở giữa ông nào, ông nào sầm mốc có trách nhiệm. Không chịu được ạ. Tôi bị điều tra ngay đây cái ông số 8 về. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Nào, lại cờ lắp 1 rồi. Mà giờ mốc vô trách nhiệm, lúc chịu được. Để xem ai ông này, để hai bạn này. Lắp 1 rồi. KCT trong cái đó rõ ràng. Đấy, ném flash, báo hiệu là tao đi bên này rồi. Đấy, đi vào. Bom đẹp. Rồi, đây rồi. Ui dạ. Cẩn thận. Ông kia vẫn đang đi tìm. Mẹ rồi, vẫn đi tìm. Kít. Kít thì không có. Ôi. Bạn này đánh được chúng cơ. Bom đấy mới biết. Vẫn chết. Đây, để xem ông này, ông ném cái quả smoke lầu. Quả smoke vô trách nhiệm thật sự luôn. Mấy anh em này ném. Trận này cắt ra và trận đấu vô trách nhiệm. trận demo vô trách nhiệm. Đây, quả này ném chưa? Đây, chưa ném. Đây. Các bạn nhìn này, địch bắt đầu. Đây.
Ê à, à. Ôi, bắn vào kinh đấy. Dính đấy. Ừ. Đây rồi. Đây rồi. Úi giời, nó xuống mốc. Ấy da, ấy da, ấy da. View, 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 view toàn cảnh. One way, kiểu che được mít rồi, bắn vào trong mồm, one way. Đấy, một số bốc. Số bốc tạo điều kiện. Hết cái này nhá các bạn nhá, rồi tôi tặng bạn chơi tí. Tiếp tục lại đến với bạn, đây là round report tiếp theo đúng không? Mặt thứ như thật. À, nốt vào này, đem đi à. Trong bạn này chưa có một biểu hiện gì lắm. Ờ, đã phần bên kia mà toàn lỗi á, bên kia toàn bắn lỗi. Chả có cái gì, xem chả biết nó nói cái gì rồi. Rồi, cũng cẩn thận, ông này là thuộc dạng gọi là trên trình cho các những bạn còn lại. Rồi, cái góc này góc đây, Free Fire. Ôi giời, đây. Cái góc đấy đục được chứ? Góc đấy đục được, có 21 đây, đôi. Đây, chửi quả này. Ui, quả lick nha, quả này quả lick đây. Quả này không hề em bot luôn nha, quả này quả lick đây. Còn dừng lại một lúc này bảo, ui, tao bắn được thế nhỉ đấy. Tâm lý đấy, tâm lý mấy quả đấy. Kinh thật. Tâm lý tội phạm. Rùa mà, quả đấy quả lick là rùa mà. Chém dao được ông nào này. Lại câu chuyện gì nữa, lại cái gì nữa, lại câu chuyện gì này. Mài dao hơi nhiều nhờ. Từ đây xem ra mài dao này. Uchi, các bạn bên này bị lệch trình rồi nên đâm ra nó bắn kiểu gì cũng thắng thôi. À, xem Uchi đâu này, một tay cầm Eagle. Uchi kìa. Lên nồi. Đây đeo bằng flash đấy. Đấy. Úi xời. Đây rồi. À. Biết một đông ở đoạn này rồi. Ấy chà. Ôi ông kia vẫn nhảy. Ngọt nước. Còn kia spec cái. Ôi. Được quá nhá. Ôi, trận này thì không nha các bạn nhá. Không có gì nhá. Không có gì, cái này bị chúng ta vừa check xong thì kết luận rằng là không có gì các bạn nhá. Bị dẫn nhiều nên là bọn tự tin nó cứ đẩy thôi. Bên kia yếu quá, mấy anh em bắn yếu quá nên ra bên này nó bắn dễ. Chỉ gọi là hơi biết bắn thôi. Thế mà anh em viết bắn kinh thật. Kinh thế nhờ. Chắc là em nghĩ anh biết nguyên nhân mấu chốt vì sao report không? Bởi vì cái chữ ngu. Ngu, này. Đúng. Ừ. Nếu có chữ ngu này thì nó không đến mức như thế. Đúng. Mà cái chữ ngu này làm cay cú. Giọt nước tràn ly. Nếu lúc nó chuyển ảo một tình huống thôi là người ta đã nghi ngờ hack rồi.